Mới đầu vô em cũng thấy nó xà quần lâu quá, mới bấm xả vậy nè. Xả tới đâu em cũng đâu có biết đâu. Em bấm nó dừng ngay chân cái đó luôn. Trời ơi. Em hết hồn hết trơn, ha, mặt mà em nó xanh chành hết trơn rồi. Em bấm tắt ra ha, mà em đứng em dính cái vách tường mà mặt mày em nó xanh hết trơn ha. Em đi mà ha, chón dán mặt mày luôn. Mà nhiều người sao mà không sợ, em cũng nể mấy người đó thiệt. Là nó mặc như vậy, đặng mà ở làm sao mình ôm nó, đặng mình thò tay lên. Phải không? Tự nhiên cái mặt vậy đó mà nó không kêu em làm gì chứ. Em cũng ngu lắm, em không biết. Phải giờ là em biết rồi. Là em biết em có làm không? Phải giờ là em thọt vô. Cái bắt đầu nó phái thằng kia là tốt. Cái bắt đầu nó mới chụp hình cái 18 cộng của nó gửi cho thằng kia coi. Mà cái thằng kia thì nó thích em. Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Come Out và cảm ơn ứng dụng hẹn hò Speed Couple đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Và sau đây xin mời quý vị khán giả chào đón khách mời của ngày hôm nay. Hey yo, my name is Fab Gilbar, MCV lên Come Out để cho tao rap nhiều ha. Có tao phiếu trên này cùng MC Minh Tuân. BD rap so cute là phải real như này. Như flow cho trái có 102 với tao như là Oni cả. Anh Minh Tuân đẹp trai thứ hai đó là tao khen không bí ả. Như ở Bakery ả, ngon còn hơn là bí giả. Hater vô comment mà chê thì đó là bay vô lý cả. Vô hay thì khen, thêm thì đến. Hold up shorty, hold up bitch. Thấy nhạc hay mà chê là rain, hôm sau thấy cưng ngồi co và miết. Tao là trai hay là gái, thấy mặt tao lên đây là khoái. Không kiến thức ở tao là quái, nhưng ai có trình gọi đây là tài bitch. Tài bitch chém chép hồi cung. Ủa? Cái câu chém chép hồi cung là slogan của em hả? Dạ, tại vì em hay kể cái series gì con chém chép ở trên TikTok á. Để đầu tiên thì em xin chào anh Minh Tuân và chào tất cả mọi người đang xem chương trình Come Out. Em tên là Pháp Kiều, 21 tuổi, quê Vĩnh Long. Là công việc hiện tại của em là TikToker. Dạ đúng rồi. Em hoạt động TikTok lâu chưa? Dạ khoảng 2 năm. Chủ đề của em là về con chém chém hả? Không phải, ban đầu là em tạo TikTok để chơi thôi. Sau cái em lên em biết rap, cái em đọc rap thì cũng lên xu hướng đó, nhưng mà nó ít lắm. Cái sau cái em thấy trên TikTok nó chuộng mấy cái nào mà nó vui vui đó. Cái em bắt đầu mới lên em kể mấy cái câu chuyện của em, mấy con chim chép rồi đó. Tao nói mấy má bèo ở bên Zalo ha, tối ngày vô kết bạn hoài vậy đó. Đã mình xó rồi mà cứ kết bạn vô hoài ha. Chi vậy? Bộ nhìn mà không biết ha. Nhìn mà không biết ai bóng hay không hả? Rồi kết bạn vậy đặng mốt đặng gửi men chim chép qua nữa hay gì? Không bao giờ mà ta chấp nhận. Ôi đất ơi, định ám sát chị Kiều hả? Không có đâu ha. No, never. Với anh Hiếu thứ hai rồi đó. Em kêu Hiếu thứ hai là chồng được không đó? Rồi cái em thấy nó lên xu hướng quá trời, cái bắt đầu em cũng kể tới luôn vậy đó. Tại em biết đến rap. Em từ đầu là em không có biết rap đâu. Không có biết nghe, cũng không có biết đọc, không biết viết nữa. Là ban đầu em không biết gì hết. Không mà biết bây gì giờ tại vì em coi rap Việt, tự nhiên rap Việt phát sóng cái em thấy hay quá trời. Tự nhiên cái ở Việt Nam mà sao có rap hay quá. Hồi đó em cũng có nghe nhưng mà em ghét lắm. Ai bắt nhạc rap là em chửi đó. Em chửi thầm nha, em nói bắt nhạc gì mà kỳ quá hà. Sao mà nhạc bình thường không bắt đi, bắt nhạc rap đọc cái gì mà không nghe gì hết trơn á. Xong cái rap Việt phát sóng cái em thấy trời ơi sao mà hay quá trời luôn. Không ngờ là rap ở Việt Nam nó hay như vậy. Cái bắt đầu em mới coi. Em coi hết trơn. Đầu cái em học hỏi từ từ mày mò em viết rap là em được luôn đó. Rồi cho anh hỏi về câu chuyện hồi con bé của Pháp Kiều đi. Em nhận ra bản thân mình lâu chưa? Em nhớ mãi mãi là hình như hồi còn cấp 1 á là em có thích gái. Em nhớ mãi mãi là như vậy đó. Chắc lúc đó em cũng chưa có hình dung được cái giới tính của mình hay sao đó. Lên tới cấp 2 cái bắt đầu em coi phim Thượng Ẩn gì đó. Thượng Ẩn gì đó em cũng quên mất tiêu rồi. Hồi lớp 8, lớp 9 gì đó. Em coi, em thấy nó hay quá trời. Tự nhiên hai đứa con trai yêu nhau, cái mình cũng thích, cũng muốn là vậy đó. Xong cái coi phim đó, cái bắt đầu chỗ bóng, thích con trai luôn. Là thích, nhưng vấn đề là em thích một ai đó hay là em chỉ nhận ra là em thích con trai? Nhận ra thôi chứ chưa thích. Nhưng mà em nhớ xa hơn nữa là lúc nhỏ là chưa có học mẫu giáo là em đã bóng rồi. Em nhớ mãi mãi là vậy đó. Tại vì em ở chung nhà với bà dì bá may đồ đó. Cái em hay lấy ba cái đồ của đàn bà rồi đó. Cái em mặc vô nè mà hồi còn nhỏ xíu mà. Em nhớ mãi mãi là vậy đó. Em come out với gia đình em khó khăn không? Nói chung là em không có nói gì hết trơn á. Với mẹ em ít nói chuyện. Ít khi nào mà em ngồi mà em nói chuyện đồ với mẹ em ấy lắm. Em cứ bình thường vậy đó. Biết không biết thì thôi. Em cũng không nói luôn. Nhưng mà bà cũng mà nghĩ là sao nè em lấy vợ. Tại vì ở đó đó cũng có mấy người vậy đó. Rồi cái người ta lấy vợ á. Nhưng mà cũng hay quá ha. Mà lấy vợ được em có khi người ta đó. Nhìn như thế mà không phải như thế không em? Nhìn như thế mà người ta trai thẳng không? Không.
Em nghĩ là chắc thương cha thương mẹ rồi lấy vợ đặng ấy vậy thôi. Có nghĩa là nhìn người ta cũng hơi lộ hả bé? Đúng rồi. Nhưng mà có nghĩa là vợ người ta vẫn thương, vẫn lấy được mà. Không, thấy buồn hiu à, thấy buồn hiu à. Em để ý cha em ổng cũng biết, ổng nghe đồn hay sao á. Cái bữa đó ổng điện thoại vô, lúc đó em còn nhỏ nha. À, tao nghe mày á, tại vì cha với mẹ mà là ở riêng, ly dị ở riêng không có ở chung. Điện vô cũng ở gần đó, tao nghe mày là chơi với con gái không à, phải không? À rồi lâu quá rồi em cũng quên rồi, ý là ổng nói em bóng đó, ý là ổng nói em bóng đó. Trời ơi, bắt đầu em la làng, em khóc với em, điện thoại em la quá trời luôn. Em la em dãy tử lên vậy đó, rồi em tắt máy rồi là ổng sợ, rồi cái em không hết điện. Nhưng mà em la em nói gì, em nói là không, con trai thẳng vậy mà nói bóng hả? Ông nói cái gì quá trời vậy, có đi chơi với con gái đâu. Nói tầm lum bút xua hết trơn, cái lầu lầu cái ông điện vô, ông không có nói nữa. Cái ông kêu em đi, con đi chơi đá banh đi. Nói thôi, đâu có biết. Ổng vậy thôi, con đi thục pizza với cha đi. Nói thôi trời ơi, con đâu có biết thục pizza đâu. Ổng kêu mấy cái thứ con trai đồ không đó. Trời ơi, em có mua em đi múa mà ba lê đồ đó chứ mà kêu mấy cái đó sao em làm được. Rồi sau đấy mẹ em có nói gì không? Mẹ có nói gì không? Hay là để cho em thoải mái thôi? Bà cũng hay nói gì sau này nó lấy vợ rồi nó làm sao đó. Nó trời ơi thôi, nói với chị em, nói với chị em nói trời ơi bây giờ em thấy con chen chép là em xỉu. Thấy con chen chép là em xỉu. Xỉu xỉu mà sao mà em lấy vợ được. Em thấy ở đâu mà em xỉu? Em thấy ở trong điện thoại á. Cũng như em đâu có biết là em thấy cái đó là em xỉu. Em thấy em tưởng đâu á là chỉ có một mình em sợ cái đó thôi hồi nhỏ á. Nhưng mà lớn lên em mới biết á là cũng có nhiều người sợ giống mình. Cũng như hồi đó mẹ em á bỏ mua cái điện thoại, mà cái điện thoại nút bấm nha, nhưng mà nó vẫn quay phim chụp hình được, mua cũ của người ta. Em mới vô em bấm vô em coi trong hình đồ đó, em coi cái này là nhiều khi người bán của ai mình quen không. Vô không thấy hình đâu trơn, thấy toàn phim không à. Phim đó đó. Điện thoại phim, của ai? Phim xẻ, điện thoại mẹ mới mua cũ đó. Là cái đấy là phim cũ của người ta của để người ta để, trong để đó. Lưu vô người ta bán. Trời ơi em bấm vô em coi, mà lúc đó em chưa có biết coi ba cái đó. Em hỏi lúc đó em học lớp 6, lớp 7 gì đó. Thấy rồi em biết rồi nhưng mà em chưa có coi. Em bấm vô coi cái clip đầu tiên. Bấm vô thì nó cũng bình thường vậy đó ha. Cái xong cái bắt đầu em mới xả. Em thấy nó lâu quá trời đi. Em mới xả, em bấm vậy nè. Xong cái nó dừng ngay chỗ đó. Xong mà em thấy nha, cái con nhỏ đó nó làm gì mà sao nó la quá trời. Em sao nó la quá trời. Em bắt đầu em hết hồn rồi. Em mới tắt liền. Em tắt mà em cũng tò mò. Bắt đầu tối em mới lấy cái điện thoại đó em coi lại, mà coi cái clip khác. Mới đầu vô em cũng thấy nó xào quần lâu quá, em mới bấm xả vậy nè. Xả tới đâu em cũng đâu có biết đâu. Em bấm nó dừng ngay chân cái đó luôn. Trời ơi em hết hồn hết trơn ha, mặt mà em nó xanh chành hết trơn rồi. Em bấm tắt ra ha, mà em đứng em vịn cái vách tường mà mặt mày em nó xanh hết trơn ha. Em đi mà ha, chón dán mặt mày luôn, làm như mà, hết thấy đường luôn. Mà sao mà sợ dữ vậy em? Trời ơi em cũng không biết nữa, em nhớ in ha. Trời ơi em, trời bữa đó ha, em tưởng đâu em lên đường rồi đó, tưởng đâu đưa vô bệnh viện rồi đó. Vậy hả? Ghê quá trời hà. Có khi em thấy ở ngoài nó khác á. Thôi trời em thấy ngoài em cũng không biết làm sao nữa, đó giờ em chưa thấy, em chỉ thấy trong điện thoại là nó như vậy hết á. Có cái nào muốn thử không? Thôi, nhiều người hay chọc em vậy đó, em nói giỡn á. Bây giờ mấy bà ám sát tôi dễ lắm. Bây giờ đưa con chem chét ra là tôi xỉu, cái ạc là muốn làm gì làm. Mà em nghe nói anh cũng sợ lắm hay gì đó phải không? Ai không nói anh sợ nha. Khi nào em chính thức come out á, với lại gia đình, có nghĩa là em nói trực tiếp luôn, chứ không để mọi người nghi ngờ nữa. Bây giờ như suy nghĩ của em là không nói. Ai biết thì thôi vậy đó. Nhưng mà nếu như sau này cái công việc của em nó ổn định, em kiếm được nhiều tiền hay là sau đó em mới có thể là em sẽ nói, chứ bây giờ em không nói. Tại vì em không thích nói mấy cái chuyện đó. Nhưng mà bây giờ ví dụ mình chưa nói đi ha, xong mà mình tham gia chương trình hay là mình hoạt động trên mạng xã hội thì mọi người cũng sẽ biết rồi. Đúng rồi, em đăng lên cũng sợ ở nhà đều biết lắm, chứ mà không đăng rồi sao được, không đăng sao mà kiếm tiền được. Rồi đại gì đi, ai biết gì. Rồi khi nào gia đình em có bao giờ hỏi về mấy cái clip đấy không? Không, chẳng hết trơn. Nhưng mà nó lên xu hướng thì không xem được kênh của em thì cũng có những người khác share về, đúng không? Nhưng mà em thấy chưa có ai hỏi gì hết rồi. Dạ. Có nghĩa là bây giờ bố mẹ vẫn nghĩ là bây giờ em chơi, em còn trẻ em chơi thôi, sau này lấy vợ. Nhưng mà nếu sau này bố mẹ đề nghị đến chuyện lấy vợ thì em có nghĩ là em sẽ trả lời như nào? Em nói thôi, không có lấy vợ đâu. Thấy ghê quá hà. Mấy người ở trên mạng á, hay bình luận vô chọc em á. Ở kế như mai mốt ổng lấy vợ chắc một tháng đưa đi bệnh viện mấy lần quá à.
Thấy ghê. Xỉu mấy lần. Xỉu mấy lần luôn á. Kiểu như nó ám ảnh á. Nó ám ảnh hoài luôn á. Nhiều khi em đi ngủ ha, mà em đi ngủ á, mà em nằm mơ là em thấy nó nữa, là em thức dậy em chới giới luôn á. Thức dậy em chới giới luôn. Ờ, con chim chép này làm như mà nó thành tinh hay gì hết, nó báo mộng sao, thấy ghê quá à. Mà có gì đâu mà em sợ dữ mà. Ôi, em cũng không biết sao mà sợ dữ thần, không biết. Mà nhiều người sao mà không sợ, em cũng nể mấy người đó thiệt. Đến khi nào mới bắt đầu thích một cái bạn nào đấy? Giống như đi học, cái thấy ai đẹp trai cái bắt đầu thích vậy đó. Thích thôi nha, chứ không có nói ra gì hết trơn nha. Lớp 10 em có cái bạn kia, bạn mới làm quen em. Ở trên Facebook, nhưng mà nhà ở dưới quê bạn thì cũng gần nhà em. Mới đầu là làm quen trên mạng trước, thì cái nhắn tin qua lại thì lúc đó là mình biết mình thích con trai rồi đó. Nhắn tin qua lại xong cái cũng làm quen, rồi bắt đầu quen luôn. Là cái mối tình đầu đó. Lớp 10. Đúng rồi, lớp 10, mà bạn đó lớn hơn em mấy tuổi lận, 3-4 tuổi gì đó. Tại vì em còn học lớp 10 là bạn đã học đại học hay gì rồi. Quen mấy tháng xong rồi cái bạn đó về quê gặp em, nhà bạn cũng gần luôn. Về quê gặp sao mà lúc đó nó cũng lớn, em cũng vừa vừa, mà sao em khờ quá hà. Đi chơi gì đó không có làm gì hết trơn, nó nắm tay rồi hung vậy thôi hà, chứ không có cái gì hết trơn, trong sáng lắm luôn. Đi chơi lần thứ hai sao mà đi về á, cái áo khoác của nó mặc vô người nó, mà nó không mặn, cái nó chồng ngược lên trước vậy nè, là nó sọt hai tay cái nó che ở trước lại vậy nè. Em cũng không hiểu là sao cái bắt đầu qua tới bây giờ luôn à, mới bữa hổm luôn em mới nhận ra là nó mặc như vậy, đặng mà ở làm sao mình ôm nó, đặng mình thò tay lên. Thò tay lên. Phải không? Phải chứ. Là mình nghĩ như thế thôi. Chứ làm sao mà tự nhiên cái áo khoác không mặc bình thường vậy đi, rồi mặc chồng lên trước làm chi vậy? Thì cho gió nó đừng có tạt ra phía trước nè. Thì mình mặc, mình gài lại cũng ấy vậy, đúng không? Tự nhiên cái mặt vậy đó, mà nó không kêu em làm gì chứ. Em cũng ngu lắm, em không biết, phải giờ là em biết rồi. Là em biết em có làm không? Không. Tới giờ mấy năm sau tới giờ là em mới nhận ra, em mới nhớ chực lại là cái ý đồ của cái thằng đó là cái gì đó. Ai là người làm em nhận ra điều đấy? Tự em nhận ra luôn, tự động cái nhớ lại vậy đó. Rồi em với bạn đấy có nụ hôn đầu tiên chưa? Có. Đầu tiên em hôn bạn trai em thấy như nào? Thấy thích. Là chỉ hai người chỉ nắm tay ôm nhau thôi hả? Dạ. Rồi làm sao mà chia tay? Quen được lâu không? Quen được cũng cả mấy tháng đó. Xong cái nó làm sen. Cái bắt đầu nó phái thằng kia là tốt. Cái bắt đầu nó mới chụp hình cái 18 cộng của nó gửi cho thằng kia coi. Mà cái thằng kia thì nó thích em. Nó mới lấy cái hình đó nó gửi ngược lại cho em coi. Xong rồi bắt đầu em mới để im luôn, em không nói gì hết trơn á nha. Em cũng tức rồi, sau đó cái cũng nó luôn, nó cặp một cái thằng khác nữa. Cái nó lấy hình nó đăng lên, là lúc đó em biết mà em bị cấm sừng. Em bị cấm sừng là em nhắn tin em chia tay luôn. À, xong rồi bạn nó có nói, có giải thích gì không? Không, thì quá rõ ràng là giải thích gì nữa. Lúc đấy buồn không em? Buồn chứ anh, tại vì lúc đầu mà, mối tình đầu mà sao không buồn được. Là do lúc mà người ta mặc áo với em không nhận ra, cái người ta thấy em khờ. Chắc vậy quá à. Phải giờ là em thọt vô. Rồi mối tình thứ hai của em sau đấy lâu không? Mối tình thứ hai là lâu nhất luôn, hơn một năm, gần 2 năm luôn. Nhưng mà cái anh này á, ảnh lớn hơn em, nó hơi lớn tuổi hơn nhiều. Em thì đang lúc đó em học 11, mà cái anh này á là ảnh 26-27 tuổi rồi, lớn hơn em cả chục tuổi á. Tại vì lớn vậy là hai cái mà cũng như hai cái suy nghĩ nó trên lệch quá trời đi. Lúc đầu á không có tính quen đâu, thấy lớn tuổi quá nhưng mà cũng đẹp trai nha. Xong cái bắt đầu bữa đó em cũng ngựa, em nói trời ơi tự nhiên cái thèm trà sữa quá hà. Cái anh ấy đợi ảnh đi, ảnh hồi ảnh kêu ra cái ảnh đưa cho ly trà sữa uống, anh mua cái tự nhiên mình thấy thích. Mới đầu không thích nha, mới đầu là có gặp mặt đi nói chuyện uống cà phê rồi nhưng mà không thích. Sao cái mua cho ly trà sữa cái tự nhiên cái bắt đầu hơi thích. Sao nó trời tự nhiên cái có người mua đồ uống cho mình ăn đồ ha, thấy thích. Mỗi tuần là mỗi mua vậy đó. Mua ly, cái em nói giận ly uống không đủ. Uống đủ mua em làm trứng lên vậy đó, em làm bộ. Cái ổng mua 2 ly thì uống không hết rồi bỏ tủ lạnh hoài vậy đó. Rồi cái xong từ cái cơ lâu quá trời, cái quen cái anh này khoảng một năm mấy. Năm mấy cái tự nhiên gặp cái thằng kia, xong cái sao mà mê nhắn tin với thằng kia mà quên nhắn tin với cái thằng này hả, một tuần lễ. Mà sao em bị gì em không biết nữa. Đang quen mà quên nhắn tin với người ta một tuần lễ mà không nhớ luôn. Đang nhắn tin với thằng kia cái lướt xuống tin nhắn nè, chết mẹ rồi. Quên cái thằng này, nhảy vô nhắn tin với nó liền. Rồi xong lúc đó cũng nhợt nhạt rồi bỏ thằng này luôn. Rồi đang quen cái thằng này, mà tại vì cái thằng này nó cũng xa quá.
em cũng không thích quen xa. Không có thời gian với nhau phải không? Đúng rồi, chứ nhắn tin quen xa nhắn tin hoài có gì đâu mà nhắn. Nhưng mà em với cái anh thứ hai á là có gì với nhau không? Anh thứ hai em với anh có, là anh thứ hai là có rồi đó. Là có, là lần đầu tiên của em luôn đúng không? Đúng rồi. Tốt không? À, lần đầu tiên hả? Lần đầu tiên cũng tốt, nhưng mà bữa đó anh đi em cũng đâu có biết gì đâu, anh đi mua cái em dặn anh là mua bao chứ mua gheo. Cái bắt đầu anh mua sao mà mua bao không à, không có gheo. Trời đất ơi, về nhà thấy em đau, thấy em nằm, thấy em ngủ mà em ngửa lên trời. Em ngủ mà em ngửa lên trời. Không mà nó đau mấy bữa. Ông nói trời ơi, anh xin lỗi nha, tại vì bữa đó anh mua không có. Nó ghét gạt vậy đó. Rồi là một lần đấy không hay là mấy lần sau tốt hơn? Mấy lần sau thì tốt hơn, tại vì mấy lần sau có mua. Rồi là nhưng mà em vẫn không thích cái anh đấy, tại vì lý do là em không thích người quá lớn tuổi. Không phải không thích mà tại vì cũng như quen cũng lâu rồi đó. Quen lâu, chán. Một tuần hai tuần mới gặp một lần, nó chán. Rồi sau đấy em thích cái bạn thứ ba nhưng mà cuối cùng cũng không tới đâu hết. Sơ lược qua thôi, cũng như nó hơi thôi, không có gì hết trơn. Tại vì xa quá em cũng không có tính. Xong rồi cái mấy người thứ tư này là người cuối cùng nè, cũng là bisexual giống hai ông kia luôn. Ảnh thì cũng gần nhà em luôn, nhưng mà đi làm ở Sài Gòn. Tuần thì chạy về thăm em một lần, kéo dài khoảng 4, 5, 6 tháng gì đó em cũng quên rồi. Nhưng mà em nể cái anh cuối này là như vậy nè. Cái lúc mà chia tay thì anh nói là bây giờ nó nhạt quá à. Tại vì á, ngày nào cũng nhắn tin có nhiêu đó qua lại, không có cái gì mới trơn, thôi giờ chia tay đi. Em nghĩ là cũng đúng như vậy, là em nghĩ là cái thằng này có làm sao là nó nói vậy chứ nó không có xạo. Nhiều người á, trời ơi, anh không có tốt, không có lo được cho em, xạo, không lo được đâu. Nó làm bộ nó chán rồi nó nói vậy đó chứ sao mà không lo được. Nếu như mà nó thương thiệt cái cỡ nào nó cũng ở lại hết trơn á, đúng không? Đúng không anh? Đúng rồi. Sao mọi người ta nói với em là không lo được hay là không xứng đáng với em hay là đúng không? Đúng hay rồi. Là ai cần phải tập trung cho sự nghiệp. Đúng rồi. Nếu như mà thương thiệt ha, cỡ nào bây giờ ha cũng dính với nhau hết trơn á, đừng có làm bộ. Ở những cái chuyện tình yêu cũ của em nhá, em có rút ra được kinh nghiệm gì từ những chuyện đấy không? Em nghĩ là bây giờ sao em hết tin luôn rồi. Là từ cái lúc anh thứ tư đó bây giờ là em hết có, không có, ít có quen ai luôn rồi đó. Nhiều khi cái, tại vì em có cái niềm đam mê của em là âm nhạc rồi, nên là em chỉ có cái chú tâm vô cái đó thôi. Em thấy là bây giờ toàn là hả giả dối đồn sao không à, kỳ quá hà. Anh em cũng gán làm quen thử nhưng mà sao mà nó không có vô được, không thì có, mình chưa gặp đúng người thôi em. Chắc vậy quá à. Em cũng đợi duyên tới gặp đúng người thì nó vô thôi, chứ nhiều em cũng làm quen đồ nhiều người lắm, chứ cũng có đẹp trai, có cũng có người ta đòi lo cho em đồ này kia mà cũng đẹp trai đó nha, nhưng mà sao mà em thấy quen không có được, biết ngộ vậy đó. Nhưng mà hầu hết các lý do mà em thấy quen không được là sao, em không tin tưởng được người ta hay sao? Không phải không tin tưởng mà tại vì em biết làm sao nữa, cũng như là nói chuyện đi, nói chuyện bình thường vậy đó, xấu cũng được nữa, nhưng mà tự động mình thấy có cảm tình là mình quen vậy đó. Còn nếu mà đẹp trai mà nói chuyện mà thấy không có tình cảm thì sao mà quen được, đúng không? Quen rồi mấy mốt mình cũng chán người ta. Tại anh thấy là những người làm ví dụ về âm nhạc nghệ thuật này nọ, nếu mà có tình yêu vào á thì anh thấy người ta thăng hoa hơn, em thấy vậy không? Kiểu như là khi mình có cảm xúc á, em nghĩ là nó có hai mặt. Nếu như tình yêu đó tốt thì thăng hoa, tình yêu đó mà không tốt là hả không có cảm hứng để mần nhạc luôn. Nhưng mà vấn đề là ví dụ như là em còn trẻ nhá, em cũng xinh nè, rồi cũng có tiếng, thì khi mà những ngày lễ ngày này nọ mà mọi người đi chơi với nhau mà em một mình, em có bị cô đơn không? Từ cái lúc mà biết tới âm nhạc á là em thấy người ta đăng hình lên người ta hạnh phúc rồi, em thấy bình thường luôn á. Lúc trước thì em có thấy hơi bị cô đơn nha, lúc trước đó lúc còn đi học á, nhưng khi mà em biết tới nhạc rap rồi á là nó cứu vớt em rất là nhiều luôn á. Em thấy mấy cái đó em thấy bình thường luôn á, cũng như là mình đã có một cái niềm vui mới của mình rồi, mình không có cần quan tâm tới cái này nữa. Sáng thức dậy mở mắt ra là em chỉ nghĩ là bữa nay mình có viết nhạc được có hay hay không, có viết được bài nào hay không, chứ em không có nghĩ là có ai quan tâm mình hay không. Em đang nói về niềm vui với rap, có khi nào em phát triển nó thành sự nghiệp luôn không, là thành một cái nghề? Dạ đúng rồi, hiện tại thì em đang làm TikToker, nhưng mà cái định hướng sau này của em á là em sẽ làm rap. Em sắp đang chuẩn bị hoàn thành một cái bài nhạc đoạn đầu tiên đoạn em ra mắt. Rồi còn dự định nào nữa không? Thì làm gì đó, nếu như mà được khán giả đón nhận thì em phát hành tiếp. Làm khoảng album luôn vậy đó. Anh thấy rap nó có nhiều cái định hướng nhá,
thì em định hướng cái con đường rapper của mình nó theo cái hướng gì? Em hả? Em thì em cứ làm thôi, cứ làm tới thôi, được tới đâu thì hay tới đó. Nhưng mà em lấy cái hình mẫu là mấy những người nào mà em học hỏi đầu tiên khi mà em biết rap á, như là anh Hiếu Thứ Hai rồi đó, là em noi theo cái hình mẫu như vậy, đặng em càng đi theo. Cũng như là lấy ảnh là một cái gương để cho mình noi theo vậy đó. Rồi ngoài Hiếu Thứ Hai em thích ai nữa? Hiếu Thứ ở trên mạng hay chọc vợ chị, vợ Hiếu Thứ Hai nè, vợ Mono nè. Rồi giữa hai bà đấy em chọn ai? Hiếu Thứ Hai với Mono hả? Thôi anh ơi, hai người đó bây giờ bổn phận của em là hả, một con bốn không lòng, bây giờ em cũng không có dám mà đòi hỏi gì thêm. Bây giờ hai người đó chắc em chọn anh Hiếu quá à. Tại vì ảnh nè, nếu như chọn mà chọn chơi thôi nha, chứ không phải là gì đâu ha. Chọn vậy đó để giống như là ảnh là một người mà truyền cảm hứng rồi cho mình đó, thì mình chọn vậy thôi chứ không có gì. Có gì là em mệt thôi cơ liền. Em có thể tặng cho khán giả chương trình một vài câu rap ở trong cái sáng tác mới của em, sản phẩm mới của em không? Bây giờ em ngắn thôi. Em hát một cái đoạn điệp khúc ở trong cái bài hát mà em chuẩn bị ra mắt. Nó là một bài hát hoàn chỉnh luôn. Kiểu rap melody đó anh. Ok. Giờ em hát giờ luôn hả? Ok. Hát nha. Mình em đâu có ai, mình yêu nhau thật lâu, bởi điều đó đâu có sai đâu em ơi. Một đêm không phải đâu, anh cố gắng níu kéo để tình ta không phai màu. Người hãy đưa tay em lên đây đặt vào vai anh, để lại những nỗi nhớ đông đầy. Từng nhịp tim với cái ánh mắt cận kề bên nhau, cảm nhận hết yêu thương đậm sâu. Bỏ ngoài hết những thứ cho lưỡi mật ngọt bên tai, để cùng bên em cả đêm ngày. Anh chỉ ước có thể thời gian này đừng trôi mau, vì anh chỉ muốn hôn em thật lâu. Là em có đi học hát đâu? Không, rap chứ hát rồi là em tự mần mò em làm không đó. Em học ở đâu? Ai mà chỉ em đâu, không có học. Không học hả? Tự em coi rồi tự em làm vậy đó. Là ngay cả hát luôn hả? Tại vì em hát cũng tốt. Đúng rồi, hát tại vì hồi nhỏ em hát cũng hay. Em định hồi nhỏ là em suy nghĩ là định hướng sau này của em là em đi thi hát đồ này kia đó. Nhưng mà thật ra là em đam mê rap. Bây giờ mới phát hiện là em đam mê rap rồi, không có hát. Thích rap hơn. Anh hy vọng là những cái dự định tương lai của Pháp Kiều sẽ trở thành hiện thực, và em sẽ tìm được một cái tình yêu làm cho em thăng hoa hơn ở trong con đường nghệ thuật của em. Cảm ơn em đến với chương trình ngày hôm nay. Em cảm ơn anh. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tập Khoa Bao ngày hôm nay. Cũng như đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media và kênh Come Out LGBT Việt Nam. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.